gặp xe rồi. Đây có ở chỗ này. Lùi đằng sau để tránh hết con xe phía trước nha. Con này thì có gấp sức rồi. Đây, hôm nay về đến đây để phải tiếp tục bắt gặp cái con xe khổng lồ rồi. Một con xe chở chưa đầy hàng nhá, nhưng mà chắc đường đi khó quá hay là hết kèo rồi không biết đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gặp xe rồi. Đây có ở chỗ này. Đuôi đằng sau để tránh cái con xe phía trước nha. Quay xe với nhá. Con lắp xích rồi.
đến đường bê tông rồi nha. Giờ là đứng về ok rồi.